Các già làng, trưởng buôn và cán bộ các cấp vừa đưa thêm một người liên quan đến vụ khủng bố ở huyện Chư Quynh ra kiểm điểm trước buôn làng. Đây là buổi họp dân ở hai buôn Enao A và Enao B, xã Etu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay, các già làng, trưởng buôn, cán bộ xã và công an các cấp đã đưa Y Lý E Ban, trú ở buôn Enao A, ra kiểm điểm trước buôn làng. Đến tận nơi, dự họp và được nghe chính Y Lý E Ban tự thú nhận, mọi người trong các buôn mới hiểu rõ hơn về những lỗi lầm sai trái của Y Lý E Ban. Trước đó, sau nhẹ dạ cả tin, Y Lý E Ban đã mắc mưu nghe theo lời lôi kéo, xúi giục của các đối tượng phun rô. Nhưng đến ngày 11 tháng 6 năm 2023, Y Lý E Ban đã kịp thời nhận ra sai trái và không trực tiếp tham gia đi theo nhóm đối tượng gây ra vụ khủng bố ở huyện Chư Quynh. Khoảng tháng 2, tháng 3, tôi với dưỡng tôi Ebon đi lại ở Buôn Cơ Phu, thì Ebon có tuyên truyền cho tôi tham gia tổ chức làm lính DK. Và trong lúc đó thì tôi cũng không nhận lời. Và sau đó thì tôi cũng có hay đi làm chung với dưỡng tôi, Ma Tuyên. Rồi nên cũng có quen biết những người đã tham gia tổ chức làm lính DK như Ibrid Mlo, rồi Amazon, rồi Kim Liên, Mason, Mason. Rồi sau đó thì có Ibrid, rồi Kim Liên có tuyên truyền cho tôi tham gia tổ chức làm lính DK để lấy lại đất đai. Và tôi cũng không nhận lời. Có biết Ma Tuyên cũng tuyên truyền rồi nộp tiền để mua vũ khí, rồi làm lá cờ để tổ chức làm lính DK. Tôi có biết từ Isol từ nước ngoài về đây, về chơi tới nhà Ma Tuyên. Rồi sau đó thì tôi có chở Isol đến nhà Amisan, Masan, chỗ quân xuất Mà Đương. Và có chở những tội phạm khác để họp tham gia tổ chức làm lính DK. Cho đến vụ việc xảy ra như ngày 11 tháng 6 thì tôi cũng có thấy là những việc tôi đã tham gia và làm sai trái. Tôi tự kiểm điểm, rồi tôi mong cơ quan, công an, chính quyền nhà nước cho tôi sự khoan hồng để tôi làm ăn, sinh sống trong buôn làng. Và tôi khuyên anh em, bạn bè hoặc mọi người trong buôn làng và hoặc buôn khác có nghe những lời xúi giục của những người lưu động, hoạt động, tuyên truyền để tham gia tổ chức làm lính DK. Tôi khuyên anh em, bạn bè buôn làng hoặc buôn khác, mọi người không nên tham gia, không nên theo. Và tôi thấy những hành vi này là rất sai trái và quá đáng. Và tôi hứa từ nay trở đi tôi sẽ không tham gia, không theo, không nghe lời. Và nếu có người gọi điện hay rủ rê tham gia thì tôi sẽ báo cáo cho cơ quan công an và cơ quan địa phương để biết, để xử lý kịp thời những trường hợp vừa rồi. Và tôi thấy những việc của tôi đã sai trái. Tôi xin lỗi mọi người và cơ quan công an và cơ quan địa phương, cơ quan chính quyền. Tại buổi phát động quần chúng, cán bộ các cấp cũng đã thông báo về tình hình phản động phun rô lưu vong cùng các thế lực thù địch ở bên ngoài qua mạng Internet và điện thoại di động vẫn lén lút móc nối với các đối tượng xấu bên trong để tung tin tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bởi vậy, qua những vụ việc trên, đồng bào ở các buôn làng cần tiếp tục nâng cao cảnh giác để cùng cán bộ các cấp vô hiệu hóa, phòng chống những âm mưu phá rối, góp phần bảo vệ sự bình yên cho các buôn làng Tây Nguyên. Ngoài ra, trong buổi phát động quần chúng này, các già làng, trưởng buôn, cán bộ xã và công an các cấp cũng đã mời ông Y Tiên Nie ở buôn Enao A lên tự kiểm điểm trước buôn làng về chuyện thời gian qua ông đã có hành vi tụ tập đông người truyền đạo khi chưa xin phép chính quyền địa phương, trái với quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo.